Xin chào các em, chúng ta sẽ cùng học kể chuyện lớp 1, sách cánh diều, bài 20, đôi bạn. Đôi bạn, trong khu rừng nọ có hai chú sóc rất thân nhau, một chú lông màu nâu, còn một chú lông màu đỏ. Và một đêm nọ, có một trận mưa rất lớn. Sáng hôm sau, trời tạnh, mặt trời tỏa sáng lung linh khắp muôn nơi. Sóc nâu dậy rất sớm. Nó nghĩ, đêm qua trời mưa to như vậy, quả thông chắc dụng nhiều lắm. Nó liền cầm giỏ đi nhặt quả thông. Chẳng mấy chốc, sóc nâu đã nhặt được đầy một giỏ quả thông. Sóc nâu vội chạy đến nhà sóc đỏ. Sóc đỏ không có nhà. Sóc nâu để lại một nửa số quả thông kèm một mẩu giấy ghi lời nhắn. Quả thông rất tươi ngon. Bạn một nửa, mình một nửa. Rồi nó ký tên ở dưới. Sóc nâu. Sóc nâu trở về nhà. Vừa đến cửa, nó đã thấy một lẵng quả thông kèm một mẩu giấy viết: quả thông rất tươi ngon, bạn một nửa, mình một nửa. Ở dưới là chữ ký: sóc đỏ. Hôm sau, hai chú sóc gặp nhau trên con đường nhỏ trong rừng. Chúng vui vẻ ôm nhau, lăn tròn giống như một cuộn len lớn. Chúng ta sẽ nghe kể lại một lần nữa câu chuyện này nhé. Đôi bạn. Trong khu rừng nọ, có hai chú sóc rất thân nhau. Một chú lông màu nâu, một chú lông màu đỏ. Vào đêm nọ, có một trận mưa rất lớn. Sáng hôm sau, trời tạnh, mặt trời tỏa sáng lung linh khắp muôn nơi. Sóc nâu dậy rất sớm, nghĩ đêm qua trời mưa như vậy chắc quả thông dụng nhiều lắm. Nó liền cầm giỏ đi nhặt quả thông. Chẳng mấy chốc, sóc nâu đã nhặt được đầy một giỏ thông. Sóc nâu vội chạy đến nhà sóc đỏ. Sóc đỏ không có nhà. Sóc nâu để lại một nửa số quả thông kèm một mẩu giấy ghi lời nhắn. Quả thông rất tươi ngon. Bạn một nửa, mình một nửa. Rồi nó ký tên ở dưới: sóc nâu. Sóc nâu trở về nhà. Vừa đến cửa, nó đã thấy một lẵng quả thông kèm một mẩu giấy viết: quả thông rất tươi ngon. Bạn một nửa, mình một nửa. Ở dưới là chữ ký: sóc đỏ. Hôm sau, hai chú sóc gặp nhau trên con đường nhỏ trong rừng. Chúng vui vẻ ôm nhau, lăn tròn giống như một cuộn len lớn. Bây giờ chúng ta sẽ nghe kể lại lần 3 theo tranh câu chuyện đôi bạn. Đôi bạn. Trong khu rừng nọ, có hai chú sóc rất thân nhau. Một chú lông màu nâu, một chú lông màu đỏ. Vào đêm nọ, có một trận mưa rất lớn. Sáng hôm sau, trời tạnh, mặt trời tỏa sáng lung linh khắp muôn nơi. Sóc nâu dậy rất sớm, nghĩ, đêm qua trời mưa to như vậy, chắc quả thông dụng nhiều lắm. Nó liền cầm giỏ đi nhặt quả thông. Chẳng mấy chốc, sóc nâu đã nhặt được đầy một giỏ quả thông. Sóc nâu vội chạy đến nhà sóc đỏ. Sóc đỏ không có nhà. Sóc nâu để lại một nửa số quả thông kèm một mẩu giấy ghi lời nhắn: quả thông rất tươi ngon. Bạn một nửa, mình một nửa.
rồi nó ký tên ở dưới. Sóc nâu. Sóc nâu trở về nhà. Vừa đến cửa, nó đã thấy một lãng quả thông kèm một mẩu giấy viết. Quả thông rất tươi ngon, bạn một nửa, mình một nửa. Ở dưới là chữ ký, sóc đỏ. Hôm sau, hai chú sóc gặp nhau trên con đường nhỏ trong rừng. Chúng vui vẻ ôm nhau, lăn tròn giống như một cuộn len lớn. Chúng ta vừa nghe kể theo tranh câu chuyện đôi bạn. Bây giờ chúng ta sẽ trả lời các câu hỏi bên dưới mỗi bức tranh để chúng ta nhớ câu chuyện hơn. Bức tranh thứ nhất. Trong rừng có hai bạn rất thân nhau, đó là ai? Chúng ta sẽ trả lời. Trong rừng có hai bạn rất thân nhau, đó là sóc nâu và sóc đỏ. Tiếp theo chúng ta sẽ trả lời câu thứ hai. Bức tranh thứ hai. Vào đêm nọ, thời tiết trong rừng như thế nào? Chúng ta sẽ trả lời. Vào đêm nọ, trời mưa rất to, quả thông rụng nhiều, sáng ra trời tạnh, mặt trời tỏa sáng muôn nơi. Tiếp theo là bức tranh 3. Sáng sớm thức dậy, sóc nâu nghĩ gì, làm gì? Sáng sớm thức dậy, sóc nâu nghĩ, đêm qua mưa to, quả thông chắc rụng nhiều lắm. Nó liền cầm giỏ đi nhặt quả thông. Nó nhặt được đầy một giỏ quả thông. Sóc nâu làm gì khi nhặt được một giỏ quả thông? Sóc nâu đến nhà sóc đỏ, để lại một nửa số quả thông và một mẩu giấy ghi lời nhắn. Quả thông rất tươi ngon, bạn một nửa, mình một nửa. Sóc nâu thấy gì khi trở về nhà? Sóc nâu thấy trước cửa có một lãng quả thông và một mẩu giấy của sóc đỏ viết. Quả thông rất tươi ngon, bạn một nửa, mình một nửa. Hai bạn gặp lại nhau thế nào? Hai bạn sóc vui vẻ ôm nhau, lăn tròn giống như một cuộn len lớn. Vậy câu chuyện này muốn nói với chúng ta điều gì? Đấy chính là ý nghĩa của câu chuyện. Chúng ta có thể trả lời đó là hai bạn sóc rất yêu quý nhau, luôn chia sẻ những gì có được cho nhau. Có rất nhiều câu trả lời. Chúng ta có thể trả lời là gì? Là hai bạn sóc luôn vì nhau, làm việc tốt cho nhau, vân vân. Như vậy qua câu chuyện này, chúng ta thấy câu chuyện kể về tình bạn của sóc nâu và sóc đỏ. Hai bạn rất yêu quý nhau, luôn chia sẻ ngọt bùi cho nhau. Nên các bạn sống rất vui, cuộc sống sẽ rất tốt đẹp nếu mọi người luôn quan tâm đến nhau. Cảm ơn các em đã xem video. Chúng ta hãy đăng ký kênh để xem các video tiếp theo mới nhất. Và đừng quên like và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong video tiếp theo.